Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ nói cho quý vị về câu chuyện về thừa kế thế vị. Quý vị và các bạn ạ, câu chuyện về thừa kế thế vị, tôi kể về một cái câu chuyện cho quý vị và các bạn được hiểu thêm thế nào là thừa kế thế vị. Thưa quý vị và các bạn, một cái bà A, bà tạo lập một cái quyền sử dụng đất. Thì khi tạo lập quyền sử dụng đất thì đất do bà tạo lập mà, cho nên bà có cho cháu ngoại của bà cất một cái phần đất trên cái phần nhà đó. Tuy nhiên là vô tình thì người cháu này vẫn còn sống nhưng bà lại mất. Tại thời điểm bà mất, vì bà mất là năm 2008, cho nên phát sinh thừa kế thế vị. Và chúng ta sẽ sử dụng bộ luật dân sự năm 2005 là bộ luật tại thời điểm bà mất. Sau khi mà khởi kiện đến tòa thì nguyên đơn làm khởi kiện đến tòa và yêu cầu người cháu của mình phải có nghĩa vụ di dời và trả lại cái quyền sử dụng đất do ông làm một cái thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Câu chuyện người chú kiện người cháu đến tòa, nó là như vậy quý vị và các bạn. Thì để nói về câu chuyện thừa kế thế vị thì tôi sẽ tạm thời đọc cho quý vị và các bạn nghe về luật, sau đó thì sẽ phân tích theo cái hướng hồ sơ thực tiễn của mình quý vị và các bạn nhé. Điều 677 thừa kế thế vị. Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu sẽ được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ cháu được hưởng nếu còn sống. Tôi sẽ xin đọc lại thêm một lần nữa cho quý vị và các bạn về điều 677 thừa kế thế vị. Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng thời điểm với người để lại di sản thì cháu sẽ được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ cháu được hưởng nếu còn sống. Tôi xin nói thêm là trong trường hợp này tại sao phải sử dụng luật dân sự năm 2005, vì thời điểm mà bà A chết là năm 2008. Như vậy tại năm 2008 thì sử dụng luật dân sự năm 2005 quý vị và các bạn ha. Như vậy thì thừa kế thế vị, con của người để lại di sản chết thì cháu sẽ được hưởng phần di sản nếu ba và mẹ cháu còn sống. Chưa nói đến cái việc mà được hưởng thừa kế, chưa nói đến việc tặng cho mà cất nhà ở trên đất. Chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện về khai nhận di sản thừa kế. Năm 2008 khi mà bà A chết thì hàng thừa kế của bà A thì gồm có mẹ bà A. Thì do bà A chết vào khoảng 81 tuổi cho nên mẹ bà A tại thời điểm đó không còn sống, ba bà A tại thời điểm đó không còn sống. Và bà A có tổng cộng là 12 người con quý vị và các bạn. Thì 12 người con này phải có ý kiến của 12 người con. Như vậy là tổng cái tài sản của bà A tôi giả sử là 120 triệu. Thì mỗi người được một phần 12, mỗi người được 10 triệu quý vị và các bạn ạ. Tuy nhiên trong cái hồ sơ thực tiễn của khách hàng tôi đến văn phòng thì người nguyên đơn này sau khi mà bà A chết thì không biết ông làm một cái thủ tục như thế nào đó để mà chuyển qua cho ông mà không có ý kiến của 11 người còn lại. Như vậy là bỏ sót hàng thừa kế. Trong cái phần bỏ sót hàng thừa kế thì tôi cũng đã từng bước giới thiệu cho quý vị và các bạn về bỏ sót hàng thừa kế rồi. Nay tôi chỉ nói về thừa kế thế vị. Như vậy, trong 12 người con, có một số người chết độc thân, có một số người chết khi lập gia đình. Thì cái người chết á, khi lập gia đình thì theo quy định của pháp luật về thừa kế thế vị 677, con của người để lại di sản,
Tức là cái ông con đó của bà A này chết trước người để lại di sản, thì cháu sẽ được hưởng phần di sản mà ba mẹ cháu được hưởng nếu còn sống. Thì như vậy, trong trường hợp của vị khách hàng của tôi, hai đứa cháu kêu bằng bà nội đó sẽ được hưởng cái phần di sản nếu mà phần di sản đó ba của cháu còn sống được hưởng. Vậy như vậy, trong tổng số những cái người trong cái hàng thừa kế thứ nhất này gồm có 12 người, trừ lại cái ông nguyên đơn thì còn lại 11 người. Phải có ý kiến của 11 người, bỏ hết 10 người, còn lại cứ cho là họ đồng ý tặng cho ông nguyên đơn đi. Thì còn lại có cái người cháu, cái người cháu đang ở trên đất, cái người cháu có cái quyền trong cái việc ý kiến về việc khai nhận di sản thừa kế. Tôi nhận, tôi không nhận, tôi có một suất thừa kế. Và ý kiến của tôi trong trường hợp này là sẽ làm như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, có lẽ thì hàng thừa kế thứ nhất tôi cũng đã nói rất là nhiều trong thực tiễn và cách chia của hàng thừa kế thứ nhất. Nếu quý vị và các bạn không hiểu thì có thể là coi lại những cái việc là hàng thừa kế thứ nhất. Đây là hàng thừa kế thứ hai. Hàng thừa kế thứ hai bao gồm con của người để lại di sản chết trước người để lại di sản, thì cháu sẽ được hưởng phần di sản mà cha mẹ cháu được hưởng nếu còn sống. Vậy thì đặt trường hợp thứ hai, đó là vấn đề nếu cháu chết luôn thì sao? Luật vẫn dữ liệu nha quý vị và các bạn. Nếu cháu của người chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắc sẽ được hưởng phần di sản mà cha mẹ chắc được hưởng nếu còn sống. Hay không quý vị và các bạn? Luật dữ liệu rất rõ. Nếu ông cháu này ông cũng chết luôn thì chắc sẽ được hưởng phần di sản mà đáng lẽ cha mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống. Nhưng đây thì tôi cũng muốn giới thiệu với quý vị và các bạn luôn, để xem là mình là cháu là chắc thì chúng ta phải cung cấp cho tòa bằng giấy khai sinh, cung cấp cho phòng công chứng bằng giấy khai sinh để chúng ta biết được X là con của ông Y và Y là con là cháu của bà A chẳng hạn, như vậy là chắc là cháu gì đó, thì chúng ta sẽ cung cấp bằng từng cái quan hệ pháp luật bằng giấy khai sinh. Kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống thì chúng ta sẽ không thể nào mà tránh khỏi những cái lúc mà tranh chấp. Tuy nhiên, chúng ta không thể thỏa thuận được thì chúng ta sẽ tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình thông qua con đường tòa án. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.